Nga bẻ gãy 6 cuộc tấn công của Ukraine ở zavatovo Krasny, Liman. Trực thăng K-52 xuất kích, bắn nổ xe chiến đấu bộ binh của Ukraine. Ukraine bị tố dùng bom chùm tại Donetsk. Nga đã triển khai hơn 40% xe tăng từ kho dự trữ lớn nhất. Mỹ lên tiếng về sự xuất hiện của lực lượng Wagner ở Niger. Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin tức thế giới mới nhất trên kênh youtube tạp chí Viettimes. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, mới đây, ông Alexander Savichuk, người đứng đầu trung tâm báo chí của nhóm lực lượng trung tâm, chia sẻ với Sputnik rằng Nga đã bẻ gãy 6 cuộc tấn công của Ukraine ở hướng Svartov và Krasny Liman, khiến Kiev mất khoảng 60 binh sĩ. Ông Savichuk cho biết, các đơn vị của nhóm lực lượng trung tâm được hỗ trợ bởi hòa lực pháo binh và các cuộc không kích đã ngăn chặn và đẩy lùi 6 cuộc tấn công của nhóm xung kích thuộc lữ đoàn cơ giới số 21, 42 và 68 Ukraine trong quá trình phòng thủ tích cực. Ông nói thêm rằng, một xe chiến đấu bộ binh, một xe bọc thép, hai xe bán tải Ukraine đã bị phá hủy. Các lực lượng cũng đã tấn công hai cứ điểm, một trạm chỉ huy và quan sát, cùng hai điểm triển khai quân tạm thời của đối phương. Báo cáo cập nhật của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 đến ngày 8 tháng 8, Nga đã phá hủy của Ukraine tổng cộng 458 máy bay, 245 trực thăng, 5.565 UAV, 428 hệ thống tên lửa phòng không, 11.185 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.144 pháo phản lực phóng loạt, 5.803 khẩu pháo và súng cối, cũng như 12.137 phương tiện cơ giới quân sự đặc trùng. Bộ Quốc phòng Nga mới đây công bố video cho thấy trực thăng tấn công và trinh sát K-52 Alligator của Nga tiêu diệt một xe chiến đấu bộ binh Ukraine bằng hệ thống tên lửa chống tăng VKM trên mặt trận Krasny Liman. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, các phi công đã tiếp nhận tọa độ mục tiêu, sau đó khai hỏa phá hủy xe bọc thép của Ukraine. Các phi công trực thăng đã tiếp cận khu vực chiến đấu ở độ cao cực thấp. Điều này khiến họ không bị hệ thống phòng không của đối phương phát hiện. Trực thăng K-52 là trực thăng chiến đấu đa năng hai chỗ ngồi, có thể hoạt động trong mọi thời tiết và thực hiện nhiều nhiệm vụ như trinh sát, chỉ định mục tiêu và tấn công. Nó được trang bị hệ thống điện tử hàng không và vũ khí tiên tiến, trong đó có nhiều tên lửa không đối không và không đối đất. K-52 thậm chí có khả năng phá hủy xe tăng đối phương bằng đạn xuyên giáp đặc biệt. Dòng máy bay trực thăng tấn công này đã chứng minh hiệu quả trong cuộc xung đột tại Syria. Và giờ đây chúng lại một lần nữa chứng tỏ vai trò rất quan trọng trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga quan chức ukraine vừa tuyên bố quân đội nước này tiếp tục các cuộc tấn công trên mặt trận melitopol và berdyansk tiến gần đến tuyến phòng thủ đầu tiên của nga ở phía nam serhi kuzmin phó chỉ huy của nhóm tác chiến và chiến lược Tavria của quân đội Ukraine nói với kênh truyền hình Ukraine. Các binh sĩ Ukraine tiếp tục các hoạt động tấn công gần làng Robotine. Ở mặt trận này, lực lượng Ukraine tiến công hàng trăm mét. Các hoạt động tấn công vẫn tiếp tục ở mặt trận Berdyansk. Các cuộc tấn công đang diễn ra ở đó. Lực lượng phòng vệ của chúng tôi đang tiến công. Chúng tôi đang hạ gục đối phương. Ông Kuzmin khẳng định, những nỗ lực nhằm loại bỏ lực lượng Nga xung quanh làng Robotine, phía nam của Ukraine ở khu vực Zaporizhia vẫn tiếp diễn. Ông Kuzmin nhấn mạnh mật độ mìn dày đặc và hàng rào phòng ngự của Nga trên mặt trận này. Phó chỉ huy Ukraine cho biết, lực lượng Nga ở khu vực này rất đông và số lượng quân Nga trên mỗi mét vuông cũng tương đương số lượng mìn. Theo ông Kuzermin, ngày càng nhiều binh sĩ Nga được huấn luyện và quân đội Nga đang rút lực lượng dự bị từ tuyến phòng thủ thứ hai, bao gồm lính thủy đánh bộ, lính dù và lực lượng đặc nhiệm trong vài ngày qua bộ quốc phòng nga và các nguồn tin không chính thức của nga nói rằng các cuộc tấn công của ukraine vào khu vực robotine đã bị đẩy lùi một blogger quân sự nga nói rằng các chiến hào từng do quân đội ukraine kiểm soát ở khu vực này đã bị lấy lại các quan chức phương tây nhận định thách thức lớn nhất đối với các lực lượng ukraine hiện nay là xuyên thủng các tuyến phòng thủ nhiều lớp của nga ở mặt trận miền đông và miền nam ukraine phải đối mặt với hàng chục nghìn quả mìn và mạng lưới chiến hào rộng lớn của ukraine ở các khu vực này theo các quan chức phương Tây, các lực lượng Ukraine đã phải gánh chịu những tổn thất đáng kể ở cả hai mặt trận miền Đông và miền Nam, buộc các chỉ huy Ukraine phải giữ lại một số đơn vị để tập hợp lại lực lượng và hạn chế thương vong. Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, ông Denis Pusilin cáo buộc các lực lượng Ukraine sử dụng bom chùm do Mỹ cung cấp để chống lại dân thường. Theo ông Pusilin, các cuộc tấn công bằng pháo và rocket của Ukraine nhằm vào DPR đã cướp đi sinh mạng của ba dân thường và làm bị thương 11 người khác. Khu vực bị tấn công là ba quận ở thành phố Donetsk và gần thị trấn Sakhyovsk. Ngoài ra, 10 tòa nhà công cộng và 24 khu dân cư ở Donetsk và Yasinovataya cũng bị hư hại. Trung tâm Kiểm soát và Điều phối chung GCCC ở Donetsk cho biết, tổng cộng 349 quả đạn đã được sử dụng để tấn công khu vực này, trong đó có bom chùm do Mỹ cung cấp cho Ukraine. Cuối tuần qua, Donetsk cũng bị bom chùm tấn công, gây ra nhiều đám cháy ở ba quận. Theo một báo cáo mới từ phương tiện truyền thông nga, quân đội nước này đã lấy hơn 40% số xe bọc thép và xe tăng từ thời Liên Xô ra khỏi cơ sở lưu trữ lớn nhất vào tháng 9 năm 2021. Lực lượng vũ trang nga có khoảng 3.840 xe bọc thép được cất giữ tại kho Vazhanovo có từ thời Liên Xô cũ ở nước Cộng hòa Buriatia thuộc Siberia của nga. Tới tháng 5 năm 2023, chỉ còn lại 2.270 xe tại cơ sở lưu trữ theo Moscow Times các báo cáo trước đó cho rằng Nga đã lấy từ kho dự trữ các xe tăng thời Liên Xô như T-54 và T-55. Các nhà phân tích đánh giá rằng những chiếc xe tăng này có thể sẽ kém hiệu quả hơn nhiều đối với quân đội Ukraine so với các phương tiện quân sự mới, tiên tiến và được bảo trì tốt hơn. Trong suốt chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga chủ yếu sử dụng 4 mẫu xe tăng là T-64, T-72, T-80 và T-90. Trong đó, T-72 chiếm phần lớn trong hạm đội xe tăng do đã nhiều năm sản xuất từ thời Liên Xô. Tuy nhiên, khi gặp nhiều tổn thất trên chiến trường, Nga đã chuyển sang sử dụng các mẫu xe tăng cũ hơn trong kho vũ khí, bao gồm T-62, T-55 và T-54, một số chiếc có từ những năm 1940. Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga đang sử dụng những chiếc xe bọc thép cũ chứa nhiều thuốc nổ, phần lớn tại khu vực Donetsk ở phía đông của Ukraine. Cuộc xung đột ở Ukraine đã gây thiệt hại nặng nề cho kho phương tiện quân sự của cả Moscow và Kiev. Một vụ nổ mạnh đã làm rung chuyển nhà máy sản xuất thiết bị quang học ở thị trấn Sergeyev Posad, ngoại ô của Moscow, Nga. Theo hãng tin RT của Nga, vụ nổ xảy ra tại nhà máy cơ khí quang học Zagorsk, nơi thiết kế và sản xuất các thiết bị quang học và điện tử cho mục đích quân sự, sản xuất và chăm sóc sức khỏe. Một nguồn tin cho biết một vụ nổ xảy ra tại cơ sở lò hơi, một số phương tiện truyền thông đưa tin ít nhất 18 người đã bị thương trong vụ việc này theo hãng tin tass các nỗ lực sơ tán hàng loạt đã được triển khai ở tất cả các cơ sở trong khuôn viên của nhà máy các video do truyền thông địa phương chia sẻ cho thấy cột khói lớn bao trùm các tòa nhà gần đó và bốc lên từ nhà máy một nguồn tin trong các cơ quan ứng phó khẩn cấp nói với ria novosti rằng vụ nổ xảy ra do vi phạm quy trình kỹ thuật kênh mas đã chia sẻ đoạn video từ một camera an ninh ghi lại khoảnh khắc xảy ra vụ nổ cho thấy đám cháy như cầu lửa và cột khói bốc lên từ xa Mas dẫn lời các nhân chứng cho biết vụ nổ đã làm vỡ cửa kính của ít nhất 10 tòa nhà gần đó, trong khi trần nhà của các tòa nhà văn phòng bị sập. Kênh Baza cho rằng một số người có thể bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, đồng thời cho biết các quan chức ứng phó khẩn cấp đã đến hiện trường và giao thông gần nhà máy đã bị phong tỏa. Vụ nổ xảy ra vài giờ sau khi quân đội Nga tuyên bố bắn hạ hai máy bay không người lái của Ukraine ở Moscow. Vừa qua, Phó Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết Mỹ không có thông tin tập đoàn quân sự tư nhân Wagner có liên quan tới các sự kiện ở Niger. Hãng thông tấn TASS dẫn lời bà Singh cho biết về sự hiện diện của chúng tôi ở Niger và việc bố trí lực lượng không có gì thay đổi. Chúng tôi đã đình chỉ hợp tác trong lĩnh vực an ninh và không huấn luyện quân đội trong khi tình hình Niger bất ổn. Chúng tôi tiếp tục theo dõi những gì đang xảy ra. Trước đó, Thủ tướng Niger cũng tuyên bố bác thông tin về sự hiện diện của các tay súng tập đoàn quân sự tư nhân Wagner ở nước này. Cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi chia sẻ với tạp chí New York rằng Mỹ sẽ không còn nếu cựu Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng ông Trump tái đắc cử Tổng thống vào năm 2024, bà Pelosi cho biết, thậm chí đừng nghĩ đến điều đó, đừng nghĩ đến viễn cảnh thế giới sẽ ngồi trên đống lửa. Điều đó không thể xảy ra, nếu không chúng ta sẽ không còn là hợp Trung Quốc-Hoa Kỳ. Bà Pelosi nhấn mạnh, nếu ông Trump trở thành Tổng thống, sẽ có một tổ chức tội phạm tại Nhà Trắng. Bà Pelosi tự tán thưởng mình vì đã dự đoán đúng về việc ông Trump sẽ có hành động tồi tệ sau thất bại của ông vào năm 2020, đồng thời ghi nhận ý tưởng của bản thân về việc thành lập Ủy ban 6 trên 1 sau cuộc bạo động ở Điện Capitol để điều tra mức độ phạm tội của cựu Tổng thống sau vụ việc này. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vừa qua cho biết việc thuyết phục Nga trở lại sáng kiến ngũ cốc Biển Đen do Ankara và Liên Hợp Quốc làm trung gian phụ thuộc vào việc các nước phương Tây phải giữ lời hứa. Ông Erdogan bày tỏ tin tưởng rằng các bên có thể tìm ra giải pháp, đồng thời đề cập đến cuộc điện đàm gần đây với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tháng trước, trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Erdogan cũng thông báo Tổng thống Putin sẽ thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 8 này. Hồi tháng 7 năm 2022, Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã đứng ra làm trung gian cho sáng kiến ngũ cốc ở Biển Đen, giúp giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu ngày càng trầm trọng do cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, hai nước xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới. Trong khuôn khổ sáng kiến, Nga và Liên Hợp Quốc đã ký bản ghi nhớ về việc tạo điều kiện cung cấp các sản phẩm nông nghiệp và phân bón của Nga ra thị trường thế giới. Trong khi Ukraine ký thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc về xuất khẩu thực phẩm và phân bón an toàn từ Ukraine qua Biển Đen, thỏa thuận đã được gia hạn 3 lần và hết hiệu lực vào ngày 17 tháng 7. Sau thời hạn này, Nga không gia hạn thỏa thuận với lý do phần thỏa thuận liên quan tới nước này đã không được thực hiện. Chính quyền Bắc Kinh ngày 9 tháng 8 thông báo tổng cộng 33 người chết và 18 người khác mất tích trong đợt mưa lớn do bão Doksuri. Đổ bộ vào bờ biển Đông Nam Trung Quốc vào ngày 28 tháng 7, cơn bão Doxury tiếp tục di chuyển lên hướng Bắc và gây mưa lớn lũ lụt cho miền Bắc Trung Quốc. Tại Bắc Kinh, lượng mưa từ tối ngày 29 tháng 7 đến ngày mùng 2 tháng 8 được ghi nhận lớn nhất từ khi dữ liệu được tổng hợp cách đây 140 năm. Các quan chức cho hay, những người thiệt mạng chủ yếu do lũ lụt và nhà sập. Tuần trước, Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho hay, có 147 người thiệt mạng hoặc mất tích trong tháng 7 do thiên tai. Tại tỉnh Hà Bắc, Giáp Bắc Kinh, 15 người thiệt mạng, 22 người khác mất tích. Tại tỉnh Cát Lâm, ở vùng Đông Bắc, 14 người thiệt mạng và một người được thông báo mất tích trong ngày 6 tháng 8. Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chi 44 triệu nhân dân tệ, tương đương 6,16 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ công tác phòng chống lũ và ứng phó thiên tai tại Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc. Ngày 4 tháng 8, Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên nước này cũng phân bổ 450 triệu nhân dân tệ cho nỗ lực giảm nhẹ thiên tai tại ba nơi này. Cùng ngày, chính quyền Trung Quốc trích thêm 100 nhân dân tệ từ ngân sách trung ương cho hoạt động khôi phục tại Thiên Tân và Hà Bắc vừa rồi là những thông tin đáng chú ý được chúng tôi cập nhật trong bản tin sáng ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo